Tảng băng trôi dạt vào bờ biển Okhotsk khi thời tiết mùa đông dần trở nên khắc nghiệt hơn chính là điểm đặc trưng của mùa đông, khiến bạn muốn được nhìn thấy một lần nữa trong đời. Khu vực Okhotsk vào giữa mùa đông có rất nhiều điểm tham quan, mà tiêu biểu là các tảng băng trôi như thế này đây. Tuyệt vời, đâm vào băng rồi nè. Vậy có sao không? Nên giơ tay lên hả? Trong chương trình Hokkaido thành phố tôi yêu lần này, chúng ta hãy cùng đến Okhotsk để tìm hiểu mọi thứ chỉ có vào mùa đông ở vùng đất này nha. Tảng băng trôi không di chuyển theo một hướng nhất định nào, chúng thường đến và đi theo hướng gió. Do vậy, có thể ngắm những tảng băng này hay không là tùy vào hên xui. Nơi rất thích hợp để ngắm nhìn những tảng băng trôi này là ở thành phố Abashiri. Đây là Aurora, thuyền đâm vỡ các tảng băng trôi dành cho những người muốn trải nghiệm tại Abashiri. Con thuyền này sặc sỡ hơn tôi tưởng tượng và rất là lớn nữa. Aurora cập bến và xuất phát từ nhà ga ven đường và ngày nào cũng rất đông khách tham quan. Hôm nay cũng có rất đông khách như các bạn thấy đó. Hai con thuyền đâm vỡ các tảng băng trôi với sức chứa 400 khách đã đầy kín. Còn bây giờ thì xuất phát du ngoạn giữa mùa đông thôi. Abashiri năm nay có lượng băng trôi nhiều hơn mỗi năm và toàn là những tảng băng tuyệt đẹp. Điểm thu hút của con thuyền Aurora này là gì vậy anh? Điểm thu hút của con thuyền này chính là âm thanh phát ra khi đâm vào các tảng băng. Âm thanh răng rắc khi các tảng băng nứt ra nghe rất là thú vị. Chắc chắn là anh sẽ rất muốn xem lắm. Tại sao lại như vậy chứ? À, bây giờ tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cũng khó giải thích quá phải không anh? Khi gió nam thổi tới, các tảng băng tan chảy và trôi đi rất xa. Các tảng băng này đi và đến theo hướng gió thổi và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Niềm hy vọng và sự lo lắng ngày càng dâng cao. Và thế là đã đến khu vực có các tảng băng trôi rồi. Đến rồi kìa. Tuyệt vời quá đi. Đâm vào băng rồi nè. Đúng rồi, thật ra tôi cũng hơi sợ trong khoảnh khắc đâm vào tảng băng siêu lớn kia. Tim cứ đập thình thịch luôn. Tôi đã nghĩ không biết còn con đường về nhà không đây, nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại và đi lên thuyền. Con đến từ đâu? Dạ, Sapporo. Sapporo à, lần đầu tiên con thấy các tảng băng trôi có phải không? Dạ. Vậy con có cảm thấy sợ không? Dạ không sợ. Sao? Dạ, không sợ. Không sợ à? Không sợ luôn. Tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được Hokkaido thông qua những tảng băng tuyệt vời này. Cảm nhận được Hokkaido? Phải. Lạnh không anh? Lạnh lắm. Tôi có đọc một quyển sách có nói là phải đi xem tảng băng trôi một lần trong đời. Cho nên lần này tôi đã quyết định đi xem luôn. Hải Âu cũng đến chào đón chúng ta nữa phải không? Cũng có khi hải cẩu Waku, Yezo, Shika ẩn hiện ở đâu đó. Các bạn nhất định phải thử trải nghiệm chuyến du ngoạn bằng thuyền vào giữa mùa đông này nhé. Nếu như muốn biết thêm về các tảng băng trôi, các bạn hãy đến bảo tàng tảng băng trôi ở tại Tentozan. Đây là nơi có thể phát hiện tảng băng trôi nhanh nhất ở Okhotsk. Các bạn có biết bí mật của tảng băng trôi hay không? Nơi này được đặt tên là Okhotsk Road và bản đồ ở đây cho thấy lộ trình di chuyển của các tảng băng trôi đó. Vậy à? Đầu tiên, các tảng băng trôi bắt đầu hình thành tại vịnh Sakhalin của Siberia, Nga. Và từ đây, các tảng băng trôi sẽ di chuyển 1.000 km đến Hokkaido. 1.000 km? Đúng vậy. Đúng là xa quá. Đúng vậy đó. Vậy tại sao các tảng băng trôi lại tập trung quanh đây?
Lý do đầu tiên mọi người thường nghĩ đến là vì đây là khu vực lạnh giá. Nhưng không phải vậy, thực ra có đến 3 bí mật. Có 3 bí mật. Thứ nhất là vì một lượng lớn nước sạch chảy từ sông Amu và vùng đông bắc của Sakhalin, nơi hình thành các tảng băng trôi. Thứ hai là vì địa hình. Các bạn có biết là biển Okhotsk bị bao quanh bởi lục địa hay không? Chính vì địa hình khép kín này mà khi nước sạch của sông tràn về sẽ ứ động lại ở trên. Khi đó, biển Okhotsk sẽ biến thành cấu tạo hai lớp, bao gồm lớp muối mỏng ở trên và lớp dày ở dưới, với ranh giới là vị trí có độ sâu vào khoảng 25m đến 50m. Thì ra là vậy. Đây là lý do thứ ba. Lý do thứ ba là do khí lạnh khắc nghiệt từ vùng Siberia. Thông thường, nước biển sẽ không bị đóng băng ở 0 độ. Nhưng nước biển bị nước sạch làm giảm độ mặn sẽ bị làm lạnh nhanh chóng và đóng băng. Những vùng biển khác không có cấu tạo hai lớp như biển Okhotsk. Thì ra là vậy. Do tốn rất nhiều thời gian để làm lạnh và đóng băng toàn bộ, nên trước khi biển đóng băng hết thì mùa xuân đã đến. Như vậy là thiếu một trong các điều kiện trên. Phải. Thì việc hình thành các tảng băng trôi không thể xảy ra. Nếu không có nước sông Amur, hoặc cửa sông Amur này lệch xuống một chút, hoặc hình dạng biển Okhotsk khác với hình dạng hiện giờ, thì các tảng băng trôi không thể hình thành xung quanh đây. Vì vậy, những tảng băng trôi này là hiện tượng kỳ tích do sự ngẫu nhiên của thiên nhiên đã tạo ra. Ra là vậy. Anh đã hiểu chưa? Và cũng nhờ những tảng băng trôi mà nơi đây được biết đến như là một trong 3 ngư trường lớn nhất thế giới. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy phần tảng băng lớn, nhưng thực ra ở dưới đáy của các tảng băng trôi lại tồn tại rất nhiều loài thực vật phù du như tảo băng. Nhiều sinh mệnh gắn kết với nhau thông qua một chuỗi thức ăn từ loài tảo băng này. Như vậy thì hải sản của biển Okhotsk chắc là ngon lắm. Ngon là nhờ các tảng băng trôi này đó. Vậy à? Phải. Nhưng các tảng băng này ngày càng giảm nhiệt có phải không? Dạ đúng vậy. Nếu mà như vậy cũng hơi tiếc quá. Thật sự rất đáng tiếc vì nó còn liên quan đến cuộc sống của chúng ta từ giờ về sau nữa. Trái đất cứ nóng dần lên như vậy thì các tảng băng trôi sẽ ngày càng giảm nhờn. Người ta cho rằng nếu trái đất cứ nóng dần lên như thế này thì khoảng 20 cho đến 30 năm nữa chúng ta sẽ không thể nhìn thấy tảng băng trôi trên biển Okhotsk nữa đâu. Mặc dù nói là 20-30 năm nữa nhưng không phải là chuyện tương lai xa xôi. Khoảng một cái thôi là khoảng thời gian 20-30 năm đó sẽ tới trước mắt. Việc thực hiện các hoạt động bảo vệ các tảng băng trôi cũng là để bảo vệ tương lai của chúng ta. Được rồi. Wow, bắt được rồi. Hay quá. Chúng ta sẽ đến thị trấn Ozora để tiếp tục một chuyến đi trải nghiệm Okhotsk vào giữa mùa đông nhé. Trong thị trấn có sân bay Merman Bachu là sân bay Okhotsk với cách đi lại rất ấn tượng. Địa điểm tham quan rất được yêu thích ở đây là ngọn đồi Meruhen với phong cảnh tuyệt đẹp trải dài qua 4 mùa, từng là địa điểm ghi hình của các bộ phim. Nơi mà tôi đang đứng là trên một cái hồ. Hồ đang đóng băng này là hồ Abashiri. Từ giờ tôi rất muốn thử thách câu cá ốt me nhưng tôi chẳng mang gì hết. Tôi lại là người mới nữa, vậy có được không ta? Câu cá ốt me ở bờ hồ Merman Bachu được cho là nơi câu cá lớn hơn những nơi khác. Có nhiều người là fan câu cá từ những nơi xa đến. Từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3 hàng năm là khoảng thời gian thích hợp để tận hưởng thú vui này. Và dĩ nhiên là đến tay không cũng không sao. Các bạn có thể thuê cần câu kèm theo các đồ dùng. Mồi câu cũng được bán tại đây. Phong cảnh ở đây đẹp quá phải không anh Sato? Đúng vậy rồi, phía trước còn có cả sân bay nữa. Vậy máy bay cất cánh và hạ cánh tùy theo hướng gió, cho nên máy bay cứ bay vòng vòng. Các bạn có thể vừa ngắm nhìn phong cảnh này vừa câu cá, rất là lãng mạn. Đây là vị trí tốt nhất để câu cá ốt me có phải không vậy anh? Làm như vậy phải không?
Anh Ly chỉ mới nhập môn câu cá, đầu tiên là phải tạo nơi để câu cá. Làm như vậy sẽ khoan được vào bên trong. À, cũng cứng đó. Đúng rồi. Băng này có độ dày khoảng bao nhiêu vậy anh? Theo như kết quả đo hôm nay khoảng là 70cm. À, 70cm à. Sao mãi vẫn không được vậy ta? Đúng rồi, anh Ly, tư thế đó có hơi kỳ lạ không? Ban đầu có phần vội vàng, nhưng rồi cuối cùng cũng đã khoan xong lỗ. Kế tiếp là chuẩn bị mồi câu thôi. Lần lượt gắn mồi câu vào lưới câu, nhưng với những người mới câu cá lần đầu thì có vẻ hơi khó. Sao kỳ quá, gắn mồi câu mà cũng khó quá đi, không móc vào được. Thật. Kết quả là mất một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Anh cứ làm từ từ thôi. Ồ, tôi làm được rồi, được rồi. Được rồi. Cố lên anh Ly nhé. Chúc anh câu được con cá lớn nhất. Cá không cắn câu rồi. Phải, không cắn câu được rồi. Không câu cá được rồi. Trong khi đó, ở lều kế bên, tôi không câu được cá rồi. Chú ơi, câu được cá rồi kìa. Con cuộn lại thử xem, cuộn lại một chút nữa. Được rồi, đẹp quá. Con câu được cá không? Con giỏi quá. Em bé câu được hai con luôn đó. Quả thật không vội được. Lúc này, anh Sato đang tìm kiếm xung quanh để chuẩn bị nơi câu mới. Một tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi bắt đầu. Liệu từ bây giờ có câu được cá hay không đây? Tôi câu được rồi. Con cá này lớn ghê. Ô, được rồi. Hình như là mắc vào băng rồi. Cần câu đồng đầy kìa. Đây là con cá đầu tiên nè. Thật tuyệt vời. Con cá bốt me đầu tiên trong cuộc đời của tôi. À còn nữa, tôi không nói nên lời luôn. Xin lỗi nha. Và còn nữa. Ồ, gấp đôi luôn. Không thể tin được. Gấp đôi luôn. Thật tuyệt vời. Vậy là đã lấy lại tinh thần ở chỗ này rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần tới nhé. Và bây giờ có thể hưởng thụ thành quả to lớn khi câu cá ốp me đó. Thật tuyệt. Thật tuyệt quá. Từ bây giờ cần câu cứ kéo căng liên tục. Hết con cá này đến con cá khác cắn câu. Cuối cùng anh ấy cũng đã được trải nghiệm rất nhiều từ câu cá ốp me. Rất đáng mừng. Vậy là từ sáng đến trưa câu được 19 con cá. Còn bây giờ thì cùng thưởng thức món tempura được làm từ những con cá vừa mới câu này nha. Cá mới câu được vẫn còn sống, dùng để chế biến món này là ngon nhất rồi. Món này chắc chắn là ngon lắm đây. Xin mời. Xin mời. Ngon quá. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Tốt quá rồi. Thời tiết cũng đẹp, không có gió mà lại ấm áp và câu được cá nữa. Đó mới là điều tuyệt vời nhất. Đúng vậy rồi, đúng rồi. À, trong mùa này tôi phải đi câu bao nhiêu lần thì năm sau mới thuần phục được như vậy? Nếu như anh có kinh nghiệm câu một năm thì có thể thuần phục ngay thôi mà. À, tôi nghĩ là tôi có tố chất. Anh đi, xin đừng quên trải nghiệm ngày hôm nay đó nha. Đây là chuyến đi trải nghiệm Okhot vào giữa mùa đông. Kế tiếp chúng ta sẽ đi đến Shiretoko, thị trấn Sari, trong dịp kỷ niệm 10 năm được công nhận là di sản thế giới. Love Hokkaido. Hồ Shiretoko, một thắng cảnh thiên nhiên có đến 400.000 người ghé thăm hàng năm. Khu vực này được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và là địa điểm tham quan rất được yêu thích.
Đúng vậy rồi, cho đến nay có rất nhiều du khách đến hồ Shiretokugo vào mùa hè này hay là mùa xuân. Và trong số đó cũng có rất nhiều người muốn được đến đây vào mùa đông để xem mùa đông ở đây như thế nào. Họ mang giày đi tuyết và ván trượt tuyết và tham gia vào tour tham quan trong một ngày. Tour này buộc phải đi bộ và đi suốt trong một ngày, nên chỉ có những người có thể lực thực sự mới có thể tham gia được. Từ năm nay, dưới sự hợp tác cùng với các cơ quan liên quan, tuyết đã được dọn sạch để khách tham quan có thể di chuyển bằng xe đến những nơi gần đó cùng với hướng dẫn viên đăng ký. Nhờ vậy mà thời gian tour rút ngắn được phân nửa, số lượng người tham gia cũng bị hạn chế với mục đích bảo vệ môi trường. Hôm nay, có ba bạn nữ đến từ Thượng Hải và một khách tham quan đến từ Sapporo. Anh Ly nữa là 5 người sẽ tham gia vào tour tham quan cùng anh Iwayama. Em tuột xuống được rồi đó. Cái gì? Thật vậy à? Wow! Thật ra thì núi tuyết này cũng khá cao, mọi người rất thích thú với những trải nghiệm đầy hồi hộp. Tôi đang nghĩ đến một cánh đồng tuyết mênh mông, thì chợt nhớ ra ở đây có hai hồ. Chúng ta đang ở phía trên hồ. Các bạn sẽ kinh ngạc trước bức tranh tương phản của ngọn núi lấp ló từ khe hở của những tảng mây và bức tranh phong cảnh không thể nhìn thấy vào mùa hè. Cả khu vực có con đường bằng cây trên cao, rất quen thuộc tại hồ Shiretokugo. Như các bạn đã nhìn thấy, thời gian này chỉ thấy tuyết và tuyết. Chúng ta có thể đi bộ trên con đường cây này vào mùa hè, nên việc ngắm biển từ ngọn núi này là một trải nghiệm quý giá chỉ có thể vào mùa đông. Mọi người đã được nhìn thấy một khía cạnh mới của hồ Shiretokugo trong tour tham quan vào mùa đông, trong khoảng 3 giờ đi bộ bằng giày đi tuyết. Bạn thấy sao khi tham gia lần này? Tôi cảm thấy rất thích thú với phong cảnh hiền hòa và tĩnh lặng nơi đây. Việc hạn chế số người tham gia là nỗ lực rất tuyệt vời. Nơi đây tạo ra một sự khác biệt tuyệt vời giữa mùa hè phủ một màu xanh tuyệt đẹp với mùa đông, khoác lên mình một màu tuyết trắng xóa. Vậy thì bạn thấy sao? Có đi một lần nữa không? Chắc chắn là sẽ đi nữa rồi. À vậy à. Đi bộ trên hồ Shiretokugo vào mùa đông đầy mới lạ, các bạn nhất định phải thử trải nghiệm một lần này nhé. Tiếp theo, màn chinh phục thử thách tại Shiretoko vào mùa đông ra sao rồi? Ý tưởng đi bộ trên tảng băng trôi được khởi xướng cách đây 16 năm. Do thể lực và thần kinh vận động không ảnh hưởng đến hành trình này, nên những người hơn 90 tuổi cũng có thể tham gia. Anh Iwayama, vốn rất thông thạo Shiretoko, sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta. Cái này được cải tiến từ áo lặn để dùng cho việc đi bộ trên tảng băng trôi này. Cũng dày quá phải không anh? Phải, đúng vậy, cái này dày 5mm để có thể giữ ấm. Thông thường thì áo lặn chỉ dày 3mm thôi, còn cái này dày 5mm để làm ấm và giữ nhiệt độ của chúng ta. Áo lặn chuyên dụng sẽ được mặc bên ngoài quần áo. Nếu đóng chặt khóa kéo sau lưng thì tính chống nước sẽ rất cao. Anh Lee Chan vô cùng thích thú với trang phục này vì anh cảm thấy không còn lạnh nữa. Du khách đến cũng đông quá phải không anh? Do có nhiều màu sắc nên cũng dễ nhận biết nữa. Đúng vậy. Hoặc nhìn thì đây có vẻ là cánh đồng tuyết trắng, nhưng ở đây là phía trên các tảng băng trôi. Hình như mọi người đã nhận ra cảm giác khác biệt với đất liền. Cái này hay ghê, các bạn có nhận ra không? Hiện tượng này cũng là do sự di chuyển của các tảng băng trôi. Tiếng kêu của các tảng băng trôi là tiếng kêu phát ra khi các tảng băng đụng vào nhau. Ôi, gió tuyết đến rồi. Đây là gió lành Tây Bắc, gió này có lợi cho các tảng băng trôi. Đây mới là Hokkaido, tôi đã cảm nhận được thế giới của Hokkaido rồi.
mày có sao không? Tôi không nghĩ là cái lỗ rơi xuống như vậy. Phải rồi, thật ra giữa các tảng băng trôi có khe hở, cho nên sẽ có những chỗ làm chúng ta rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Nhưng mà tôi mặc áo lặn này thì yên tâm rồi. Phải rồi, bạn sẽ không bị chìm đâu. Cái này đẹp ghê đó. Sắp diễn ra sự kiện chính khi đến phía bờ rồi. Chuyện gì đây? Là tắm biển trên biển Okhot vào giữa mùa đông. Khi bạn bước vào hồ, bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Làm như vậy sẽ giúp bạn nổi lên nhẹ nhàng. Bạn sẽ cảm thấy mình như là con rái cá vậy đó. Nhờ lực nổi cho nên bạn sẽ nổi lên như thế này đây. Không bị rơi xuống phải không? Không bị chìm luôn. Không bị chìm đâu. Thoải mái quá đi. À, tôi bị trôi ra xa rồi nè. Làm như vậy sẽ giúp cho tâm trạng của anh thư thái lắm. Phải rồi, rất dễ chịu. Dễ chịu lắm đúng không? Không cần sử dụng chút sức lực nào cũng không hề hấn gì. Cảm giác như là đang đắm mình vào con sóng vậy. Phải rồi. Các bạn thấy chuyến trải nghiệm Okhot vào giữa mùa đông như thế nào? Nội dung chúng tôi giới thiệu lần này có đăng trên trang web của chương trình. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chào.